Hello mọi người. Hôm nay thì lại tiếp tục một hành trình sớm về miền Tây. Và hôm nay thì bây giờ mới có 5 giờ sáng thôi. Và bên Huy gọi như là chuẩn bị lên đường về miền Tây xuống dưới Đồng Tháp để bàn giao một bộ dàn âm thanh cho anh khách. Thì do là anh khách anh có xem giờ cho nên là hôm nay là anh em là toàn bộ là dậy sớm, dậy từ lúc 4 giờ và chuẩn bị đến bây giờ là 5 giờ sáng là bắt đầu là gọi là xuất phát từ Sài Gòn xuống dưới Đồng Tháp. Bây giờ xin mời mọi người theo Huy xuống dưới nhà anh khách ở tại Đồng Tháp nha, để xem bên Huy test và bàn giao bộ âm thanh cho anh khách ở dưới đó ha. Bây giờ thì Huy đang có mặt ở tại Đồng Tháp rồi, đang có mặt ở tại nhà anh khách rồi. Nhưng mà loa thì hiện tại nó đang để ở bên kia. Hiện tại là nhà anh khách không có không gian để test, không biết là bây giờ sắp đâu để test được. Xe đậu bên này thôi. Thôi đi, xin mời mọi người qua bên này để xem bên Huy sắp xếp và test thử cho anh khách nha. Đường đông xe quá. Bây giờ thế này này, theo em là nhà bên này mình để được không? Bây giờ để đánh qua bên này ha. Thì bây giờ để một bộ trên đó và một bộ để lấn ở đây một xíu. Tại vì nó phụ thuộc vào cái đàn máy để cho mình xét nữa. Nó để đây được hợp lý này. Vậy thì bây giờ thế này, một bộ sẽ để sát góc này đánh qua và một bộ sẽ để ở chỗ này. Mình lấy cái bọc mình hơi lấn ở đây một xíu thôi. Đúng rồi, để đấy. Đúng rồi, chính xác. Đánh xuôi xuống. Đây là dây loa này, mọi người có thể thấy này. Đây là hai kênh của hai con đẩy. Thì một kênh Huy đánh cho một cặp và một kênh này hiện tại đang dùng cho một cái thôi. Thì sau này có thể nâng cấp được thêm một cặp array như thế này nữa. Và bên này cũng vậy, cũng tương tự. Đây là bộ loa này. Loa này thì mọi người có thể thấy là 3 cặp array 40 đơn đồng bộ neo. Mỗi bên 3 chiếc, bên này 3 chiếc, bên kia 3 chiếc. Đó. Và súp hầm đôi 50 từ 208 và côm 125. Bộ này thì gọi như là quá là VIP rồi. Bên Huy đang lắp rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Ở đây xin mời mọi người qua đây xem dàn máy, xem cấu hình máy. Ok, cho anh mở điện luôn cho em đi. Dạ, mở điện luôn. Đúng rồi. Đấy. Cái bộ máy thì mixer CMS 1000 cao cấp, quản lý nguồn mic IT A8 800 260. Đây là đẩy Cora nguồn xung 4 kênh và đẩy 2500 plus IT. Ở đây hơi ồn anh nhỉ? Dạ. Xe nhiều quá. Ồn lắm anh ơi. Dạ. Rồi bây giờ mọi người đợi chuẩn bị set up ra. Mà nếu có lỡ gì ta sao chẳng thành, vì em ra đi trước anh. Này người yêu, khi anh nhớ em, hãy bước lên trời xanh. Mặt đường rất là ồn, mọi người nghe tiếng đánh rất là kinh khủng, xúc rất là phê, quá đã. Để mình đi xa thêm một xíu nữa cho mọi người nghe nhé. Quá phê mọi người ạ. Bốn năm sáu một hai, 456 1 2 456 456 1 2 lê 45 lê lê. Đây xin mời anh máy quay đi xa xa một xíu, quay thử chúng ta xem. Lê lê. Anh bỗng thấy nhớ anh, thấy lòng chợt lẻ loi cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi theo anh từng ngày. Em ơi giờ đây anh cần phật ơi.
anh nhớ lại những niềm mà sao trong anh buồn thế. Anh nghe cơn gió đang về như em gần kề bên anh. Anh đưa đôi mắt anh nhìn nhưng mong thấy em ở đây. Anh yêu em quá mất rồi. Đi 1 2 3 4 5 6 lư 1 2 3 4 5 6 lư 1 2 3 4 5 6 lư. Em gửi anh. Dạ. Dạ. Gia Lộc lấy may mắn làm ăn ha. Rồi, cảm ơn. Ok. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Chúc anh luôn nhiều sức khỏe và đi show thì đắt show ha. Dạ rồi. Chúc anh làm ăn phát đạt ha. Ok rồi, cảm ơn hai vợ chồng rất dạ. là nhiều. Có dịp thì em có thể làm ăn tới thì nâng cấp thêm. Dạ. Dạ. Thì như em nói rồi, hàng là toàn bộ bảo hành 2 năm. Dạ. Phần kỹ thuật thì bước ban đầu, ví dụ ban đầu mà mình đi show có phần gì mà chưa hiểu cái mixer thì dạ. có thể gọi bên em hỗ trợ trực tiếp trên Zalo qua hình ảnh. Cái thứ hai là nếu như mà đi show mà gặp vấn đề gì trục trặc không làm được, bên em gọi Zalo xử lý không được thì sẽ có người xuống hỗ trợ mình nhá. Ok rồi, cảm ơn hai vợ chồng. Dạ. Hình như là vợ còn trẻ đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ em chạy qua bên Sadec ấy, Sadec qua làm nốt cho người ta. Cảm ơn anh. Dạ ok, đây cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Như vậy là Huy vừa mới bàn giao xong rồi. Bây giờ là tiến hành đi qua bên Sadec để setup cho anh khách ở bên đó một bộ âm thanh nữa. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.